Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 5. Lơ sơ phân lây yu dư yuan hủy sâu là phân loại rác và thu hồi tài nguyên, tức là tái sử dụng lại cái tài nguyên. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách phân loại rác ở Đài Loan cũng như làm thế nào để giảm bớt cái lượng rác. Qua đó thì chúng ta sẽ hiểu được cách để những cái quan niệm để bảo vệ môi trường. Bây giờ mình đến với bài học. Đệ ngũ课, lơ sơ phân类与资源回收。台湾有一所300个学生的学校。Ở Đài Loan, sổ ở đây là căn ha, một cái căn trường học có 300 học sinh. 300学生。每天竟然只有半个垃圾桶的垃圾mỗi ngày mà chỉ có mỗi ngày như cái nghĩa chữ chiên lãng là thực sự, thực tế, thực ra ha. Đó, nhưng mà mình dịch tiếng Việt mà dịch như vậy thì lại không đúng nghĩa lắm. Mình hiểu là mỗi ngày ở đây nó chỉ có là nhiêu đó thôi. Mỗi thiên chiên lãng sử dụng ban cơ lơ sơ thùng, mỗi ngày thì chỉ lại có là nửa cái rác trong thùng rác. Họ làm sao để làm được như vậy? Trường tiểu học này vô cùng coi trọng, trọng sư là coi trọng ha, trọng thị ha, bảo vệ môi trường và thu hồi tài nguyên. Chư yuan huế sâu. Chư yuan huế sâu tới đi bộ chư sư lơ sơ phân lệ. Thu hồi tài nguyên thì cái bước đầu tiên là phân loại rác. Yếu ý, dơ lì tờ xuế sân ý chính dành thành là hảo xí quan. Do đó, những học sinh ở đây đã hình thành thói quen tốt. Khuê sư tông lơ sơ phân lây là biết cách để phân loại rác tốt. Tại gia sang, xuế xào, hãy dầu hoàn bảo sư công lại bang mạng. Thêm vào đó là tại gia sang, trường học cũng có những sư công, những tình nguyện viên về bảo vệ môi trường giúp đỡ. Yên sự có thể giảm thiểu hình đô lơ sơ, do đó đã giảm được rất nhiều rác. Thái Lan từ lơ sơ chủ yếu phân thành 3 loại. Rác của ở Đài Loan thì chủ yếu phân thành 3 loại: tư nguyên lơ sơ, tài nguyên rác; chủ yếu lơ sơ là thức đồ ăn dư của nhà bếp, rác của nhà bếp thải ra đấy. Kênh ý ban lơ sơ và rác, những loại rác thông thường. Chư yuan lơ sơ phân thành su giao lây, kim sủ lây, thủy, hoa lý lây, cân tử lây. Thì tài nguyên rác thì được phân thành su giao lây là đồ nhựa, cái loại về nhựa, những vật dụng về nhựa. Kim sủ lây là những vật dụng về kim loại. Hoa lý lây là những cái vật dụng về kiến, kính xử lý và những vật dụng về giấy, cái loại về giấy. Ta gia bí xu bà dơ sư lê lơ sơ tiêu chinh hủy sâu thống lì. Mọi người cần phải bà dơ sư dụng lơ sơ là cho 4 cái loại rác này vào cái thùng thu hồi, thùng tái sử dụng. Hủy sâu là thu hồi, tức là tái sử dụng. Những cái rác này sau khi trải qua xử lý, thì đa phần đều có thể tái sử dụng được. Những cái loại nhựa, rác mà thuộc loại nhựa thậm chí là có thể làm thành quần áo. Giảm thiểu tư nguyên tờ lãng phí, giảm bớt lãng phí tài nguyên. Là 4 loại ha các bạn ha. 厨余分成两类，rác của nhà bếp thì chia làm hai loại. Dầu đã ná lại quay cổ. Một loại là dùng để nuôi heo, quay cổ, nâng chiến sạo lơ sợ để giúp giảm bớt rác. Dầu đã ná lại tăng cho phí nhau. Một loại thì dùng để làm phân bón, nâng rằng giữ ụ chẳng thể cưng học, làm cho thực vật phát triển càng tốt hơn. Chân sự y trí lặng tớ, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Mình học cái câu thành ngữ này ha. Y trí lặng tớ là nhất cử lưỡng tiện, là một việc mà mình lỡ tới hai việc lận. Trú là y sang đáng trọng lơ sơ y ngoại, ngoại trừ hai cái loại rác ở bên trên, đâu soan sự y ban lơ sơ, còn lại thì là rác thông thường. Chính phủ hy vọng thông qua lơ sơ phân loại giảm thiểu lơ sơ. Chính phủ hy vọng thông qua cái việc phân loại rác có thể giảm bớt được lượng rác. Lơ sơ tạo thành nhiều ô nhiễm, rác tạo thành rất là nhiều ô nhiễm, tạo ra ô nhiễm rất là nhiều. Ảnh hưởng đến gia đình sinh hoạt và hoàn cảnh, ảnh hưởng đến cái môi trường sống ha. Sinh của là cuộc sống và môi trường. 我们只有一个地球， 必须努力保护它。 Chúng ta chỉ có một quả đất, phải nỗ lực để bảo vệ nó. Sinh sử từ mới, sổ ở đây là lượng từ là một căn ha. Giống như là y sủa xuế xeo là một cái căn trường học ha. Chính rãn là thực tế, thực sự, thực ra đó. Chùa tạo là làm được ha, thực hiện được. Trọng sự là coi trọng. Hoàn bảo là bảo vệ môi trường. Chi yuán là tài nguyên. Hồi sâu là thu hồi hay là tái sử dụng. Bộ là từng bước ha, từng bước một. Phân类là phân loại. Dạng trấn là hình thành hay là nuôi dưỡng thành. Giảm sạo là giảm bớt. Cái này là nói là chủ hay là chủ yếu. Chủ yếu là những cái loại dư thừa của nhà bếp, những cái loại thức ăn, đồ dịch mà dư thừa của nhà bếp, những cái bỏ đi đó. Sô chao là nhựa. Kim属là kim loại. Bố lý là kiến. Hồi sâu thùng là cái thùng tái chế hay là thu hồi để tái sử dụng lại. Chú lý là xử lý. Phế liệu là phân bón. Chữ u là thực vật. Chính phủ là chính phủ. Ô rạn là ô nhiễm. Bây giờ mình đến với phần cấu trúc câu truy xuyển. Chính rãn ha, thật sự, sự thật ha. Nhưng mà tùy tình huống câu để mình dịch cho cái câu nó khác nghĩa, chứ không phải nhất thiết là mình phải dịch là sự thật. Cho nên có nhiều bạn nói là mình dịch không có đúng. Tại vì tùy cái có những cái câu á, mình đối với tiếng Trung thì nó như vậy, nhưng mà đối với tiếng Việt mà mình dịch theo y khuôn như vậy thì nó lại không thoát nghĩa. Do đó ý nghĩa của việc phiên dịch là phải chuyển đạt cái ý nghĩa từ cái ngôn ngữ này sang cái ngôn ngữ bản ngữ, chứ không phải là chúng ta dịch chết theo một cái bản mẫu nào hết, mà phải thông nghĩa, thoát nghĩa. Trào sang thiên chi phi chẳng chính lãng. Chính lãng. Xào ủ chính lãng xạ ủ lợ. Trào sang, buổi sáng thì trời rất là trong lành, trong mát, thanh mát ha. Xào ủ, mà buổi chiều thì lại trời mưa. của ba bạn tập hỏng dụng. Như ở đây thì chiến rảnh có thể dịch được là cái thực ra ha, cái người đàn ông lạ mặt đó thực tế hay là thực ra là bạn của ba mình ha. Chứ cái câu này mình nói buổi trưa thì thực ra lại trời mưa, nó không có nghĩa, đối với tiếng Việt là không có nghĩa. Nó cái câu đó nó rất là kỳ. Tha sâu sâu ta, mấy sẵn tạo, sử lượng, chính rảnh dơ mơ, ta chứ đỡ xa ý cơ thơ ta hào tờ chi thái. Bạn đó thì ốm rất là ốm ha, không có nghĩ, không có mỹ sẵn tạo, mình không có nghĩ rằng cái sử lượng, cái khả năng ăn, cái lượng mà bạn đó ăn á, thì thực ra sơ mơ tạ có thể lớn đến nỗi mà ăn nổi một cái đùi gà nướng, cái số lớn ha. Wo fang zai bei bao li de you xi ji jing rang bu jian le. Cái máy trò chơi hay là máy game ha, mình bỏ ở trong cặp tám thì không thấy rồi. Chua đỡ tạo, chua bù tạo, chua tạo. Chua đỡ tạo là làm được, chua bù tạo là không được, chua tạo là làm được luôn. Giảm sảo lơ sơ lượng đa, đa gia yên gai đâu chua đỡ tạo. Giảm bớt cái lượng rác lớn ha, lượng đa, mọi người nên, mọi người đều phải làm được. Dễ dễ giao của mấy thiên tạo sang ủ tiền chỉ chuẩn, rằng hậu cân tha chư tả thai chỉ chuẩn, tôi sẵn tôi cho bù đạo. Ông nội mỗi ngày dậy lúc 5 giờ, sau đó ông nội muốn mình dậy lúc 5 giờ, sau đó cùng với ông đi tập thái cực quyền, mình nghĩ là mình sẽ, mình không có làm được ha, cho bù đạo. Má mẹ giao của mình cơ duyệt chuẩn y tiền tiền bằng giúp chống rừng, tôi sẵn tôi cho được đó. Mẹ muốn mình mỗi tháng chuẩn tức là cất hay là giữ một số tiền để giúp cho người nghèo, mình nghĩ là mình sẽ làm được của cho được đó ha. Đây là của lão sư Y Lão Sư Thiện. 你们现在都有梦想，以后做得到吗？Hiện tại thì các em đều có mong ước hay là lý tưởng ha, mộng tưởng. Sau này có thể là thực hiện được không? Tôi sẵn tôi đừng cho được đó. Em nghĩ là em sẽ thực hiện được. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh mà cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.